Ngày 18 tháng 5, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức cho biết vừa ghi nhận một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là một nam thanh niên 35 tuổi, ngụ chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Sau khi đi khám tại bệnh viện Vinmec Central Park vì sốt, ho, đau họng. Sáng cùng ngày, chung cư Sunview Town được lực lượng chức năng rào chắn phong tỏa. Người dân bên trong không được ra ngoài, riêng người dân sống ở block A1 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Khai thác lịch trình, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức cho biết, bệnh nhân là nhân viên của công ty Deloitte, quận 3, có tiếp xúc nhiều người nhưng không nhớ rõ ai, có tiếp xúc một chuyên gia Ấn Độ không nghi ngờ nhiễm. Bản thân bệnh nhân một tháng qua không đi khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 5, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Vinmec Central Park do ho, đau họng, giảm vị giác, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sáng nay, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã gửi đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để khẳng định lại. Đại diện Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức cho biết thêm, gia đình bệnh nhân có 5 người, anh, mẹ vợ, vợ và 2 con. Người vợ làm cho một công ty ở khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức đã phong tỏa một lầu chung cư nơi nam thanh niên sinh sống khử khuẩn, phối hợp nơi làm việc của hai vợ chồng để tiến hành xử lý khử khuẩn công ty nơi người vợ làm việc theo đúng quy trình phòng chống dịch. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã có mặt tại chung cư để kiểm tra công tác khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn. HCDC đã điều tra, truy vết được 61 người tiếp xúc với bệnh nhân tại nơi làm việc, 17 người tiếp xúc với vợ bệnh nhân tại nơi làm việc. Các trường hợp tiếp xúc đều được chuyển cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.